hàng tuần mới có một chuyến, và mỗi lần chèo chúng vậy là một tiếng ra một tiếng vào, 30 ngàn. Ngày nào có thế này thì được, nhưng mà khoảng 3-4-5 ngày thì có một lần, có khi hàng chục ngày. Đó thì và quý vị có nghe khách nước ngoài thôi, chứ còn khách Việt thì ít. Dạ. Thì người ta đi nhiều rồi. Đúng rồi. Đó quý vị có nghe bác lái đò nói rồi nha, là phải trực từ 3 cho tới 4 ngày thì mới bác mới được một chuyến đò để chở khách như thế này. Và một chuyến đò như vậy đó thì bác chỉ một vé là chỉ được có 30 ngàn mà thôi. Nên thành ra mấy bác biết ý, khi mà người ta chèo đò vào trong bến đó, thì mấy bác cho tiền phục boa với tiền boa với tiền tip là nhiều nhiều một tí nha mấy bác. À. Dạ, cái đấy thì họ cho. Dạ. Rồi thì phải họ mới mua hàng theo. Đó. Mua hàng theo chủ yếu là mình làm hàng theo bán cho họ. Hàng theo là hàng. Đấy là cái hàng mà hàng vừa nãy em coi đó. Theo vải bằng chỉ vải loại đấy. À là cái đấy cái theo đấy. Dạ, cái theo đó. Bác thủ của nói vậy á. Đấy là các cháu là như vậy là nó mang cả tranh thủ đi là nó theo luôn. Đấy là không phải à, để làm ở đó luôn, nó trực cái đó làm. Khách trông thấy là đấy là mình làm ra. Đấy là làng mình ra, đúng rồi. Chứ không phải là đi mua nơi khác. Đi nhập từ nơi khác vào. Thì họ bán cái theo đấy, khăn bàn này kia đó hả? Đó. Cái khăn bàn. Một cái khăn bàn thì họ bán như thế nào? Cái khăn nó tùy. Cái khăn ví dụ giả sử 2,5 m hay 1,8 m tròn hay là 1,2 m nó có đủ các cỡ. Mà mua kiểu nào thì họ tính kiểu tiền đấy. Nếu mà mua cái hàng...